Em về là để tìm bằng chứng buộc tội bà ta. Vậy à? Em có thể ra ngoài cổng giúp anh được không? Khi nào đến anh sẽ gọi nhé. Hoàng Quân và bên phía cảnh sát á đang thu thập chứng cứ để điều tra. Tôi nghĩ đảm bảo kỳ này nha, Jimmy Nam sẽ bị truy tố đó.